Hello, xin chào các bạn. Tôi là Johnny Thông đây, admin của Kèo Thơm ACO.com. Hôm nay là một ngày rất tuyệt vời, bởi vì khi mà tôi lên YouTube, tôi thấy có số lượng người là 10.000 subscriber, tức là 10.000 người đăng ký kênh YouTube của tôi, YouTube channel. Thì tôi cảm giác rất là hạnh phúc, bởi vì cái thời gian qua tôi chia sẻ rất nhiều thông tin lên trên YouTube và được rất nhiều bạn bè đón nhận, đặc biệt là kiều bào hải ngoại cũng như là châu Âu, Mỹ và Việt Nam. Ngày hôm nay tôi làm cái video clip này để tôi nói ba điều. Điều thứ nhất, tôi muốn cảm ơn tất cả những anh chị, những độc giả, những người mà đã từng lên kênh YouTube của tôi để theo dõi cũng như là cập nhật những thông tin về kèo ICO và landing. Tôi review rất nhiều những ICO ở trên đấy và rất nhiều những kèo ICO giúp cho nhiều người thắng cuộc, đặc biệt là cộng đồng liên minh tiên phong team. Thì chúng tôi đã thắng cái kèo là Regal Coin, Hectra, HBC, Unit, Ucoin Cash, Electronium, Silvermine, hoặc là một số cái coin khác như là Comsa. Và sắp tới đó là gì? ENS và gì? Crypto. Thì đó là điều đầu tiên, tôi muốn cảm ơn các anh chị đã đăng ký kênh của tôi. Điều thứ hai, tôi muốn nói các anh chị là các bạn là những người rất tuyệt vời, những người tiên tiến, tiên phong, cập nhật về công nghệ mới, về làn sóng thứ tư về công nghệ financial technology này, công nghệ về tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực về cryptocurrency và trong đó lĩnh vực lending và ICO rất là hot hiện nay. Cái làn sóng đang đổ tiền rất mạnh mẽ vào lĩnh vực này. Điều thứ hai, và đó là điều và quyền cuối ba cuối cùng là xin mời và mong muốn tất cả những anh chị vẫn tiếp tục yêu mến tôi, vẫn tiếp tục yêu mến, vẫn tiếp tục ủng hộ và vẫn tiếp tục đồng hành cùng với tôi trên lộ trình sắp tới. Và tôi muốn xây dựng cái cộng đồng này năng động hơn, hào phóng hơn, giàu có hơn, thịnh vượng hơn và hạnh phúc hơn. Hãy đăng ký kênh của tôi và tiếp tục ủng hộ. Hãy like, share, comment và đăng ký tiếp tục nhé. Cảm ơn các anh chị và một lần nữa tôi là Johnny Thơm, admin của Kèo Thơm ICO.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Johnny Thơm, admin của Kèo Thơm ICO đây. Và một thông tin rất tuyệt vời và trong buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn báo với các bạn, trong cộng đồng Liên minh Tinh Phong Team là kênh của chúng ta trên YouTube đã đạt là 10.000 subscriber và gần 5 triệu người coi ở trên đó. Cũng như ở trên Telegram chúng ta có 1.200 người, ở Facebook chúng ta có gần 17.000 người. Đây là một cái tín hiệu rất chi là tuyệt vời, báo động cho cái sự bùng nổ của cộng đồng Liên minh Tiên Phong Team trong thời gian sắp tới. Và một cái cộng đồng rất năng động, thể hiện sự sáng tạo rất là lớn trong cái lĩnh vực cryptocurrency, đặc biệt là ICO và lending. Những anh chị nằm trong cộng đồng này thì anh chị được cung cấp rất nhiều cái thông tin bổ ích về ICO và lending. Và để cho chúng ta đoàn kết hơn nữa, chúng ta nhận diện thương hiệu hơn nữa, chúng ta thể hiện cái biểu tượng tượng trưng hơn nữa, thì admin của Kèo Thơm ICO đã nghĩ ra một cách, đó là chúng ta phải có cái áo đồng phục. Đó là khi chúng ta apply, khi chúng ta thể hiện chương trình đào tạo, trong cái chương trình mà chúng ta đi gặp gỡ, giao lưu đối tác khách hàng, chúng ta có cái áo này. Đây, chúng ta có cái áo này. Đúng không? Rất là bẩn và rất là mạnh mẽ. Đúng không? Thì anh chị em thấy là chúng ta sẽ có nhận diện rất là mạnh. Và đây là cái áo màu trắng. Còn tôi vừa đang mặc cái áo màu đen. Đây là áo màu trắng nha. Đây là logo của nó. Đường sau là thể hiện Liên minh Tiên Phong Team và một con sói rất là mạnh mẽ và rất chi là tinh nhuệ, săn mồi. Ý nói chúng ta có thể tạo ra lợi nhuận trên thị trường cryptocurrency. Đấy, ý nghĩa của cái áo là như vậy. Và đây là áo màu đen, rất là mạnh mẽ cho nam. Áo trắng có thể cho nữ hoặc cả nam thích mặc áo trắng cũng được. Ok, đó là những cái điều mà tôi muốn báo với các anh chị trong cộng đồng Liên minh Tông Phim Tiên Phong Team. Ok, nào, bây giờ tôi muốn công bố các anh chị một tin. Đó là khi chúng ta tổ chức offline, chúng ta sẽ mặc áo này. Hay là khi chúng ta đi dã ngoại, đi đào tạo, chúng ta sẽ mặc áo này.
Và khi mà chúng ta đi gặp gỡ đối tác khách hàng, chúng ta cũng có thể mặc áo này và thể hiện cái sự gì ạ? Hãnh diện, cái niềm tự hào của chúng ta với cộng đồng phát triển mạnh mẽ bậc nhất Việt Nam hiện nay. Đó là cộng đồng rất là mạnh mẽ ở trên YouTube, ở trên Facebook và Telegram. Và làm sao để có cái áo nào bây giờ? Áo này không phải là 300, không phải là 500. Chúng tôi chỉ để cái giá rất là nhẹ nhàng thôi, là khoảng 8 đô la thôi. Khoảng tính ra tiền Việt khoảng 170k. Anh chị có thể order, chúng tôi có thể gửi về tận nhà các anh chị thông qua shipper. Hãy nhớ trả tiền cho shipper nha. Rồi, còn cái giá rất là... Và làm sao để có nó? Hãy đăng ký vào đường link nằm dưới cái video này, cũng như hoặc lên kèo thơm ico.com. Chúng ta sẽ có đường link đăng ký trên đó để ủng hộ. Và khi chúng tôi thông báo là tổ chức offline hay là tổ chức chương trình đào tạo thì chúng ta sẽ mặc áo này nha. Vâng, xin chào và tôi hẹn các anh chị trong các chương trình gần nhất. Chúng ta sẽ mặc áo này để thể hiện cái sự mạnh mẽ của cộng đồng, nhận diện của cộng đồng. Và quan trọng là chúng ta thể hiện màu cơ sắc áo của cộng đồng chúng ta. Vâng, tôi là Johnny Thông, admin của kèo thơm ico.com đây. Xin chào và hẹn gặp lại.